Xin chào quý khán giả của Bích Trâm Official. Bây giờ 3 giờ rồi, chuẩn bị đi bắt quà. Giờ bà con phụ vô. Dạ đưa lên phong bì đi em ơi. Quà cần có vật phẩm với phong bì nữa nha. Dạ rồi. Đây phong bì. Để cái này chắc chắn lên xe. Bây giờ chú chứ là thanh niên chở này vô cản trước đi. Xe ngay đi, mấy cốc xe bỏ vô. Ê rồi, chở vô chỗ trước. Xe hả? Chở chủ rồi, cho mấy anh thanh niên chuyên. Xe anh đâu? Em cho nó lên xe trước đi em ạ. Phong bì cũng để riêng. Khi phát này mới gửi không? Rồi rồi, đúng rồi chú, dạ. Rồi đi mà nói cái đây. Cô bò lại phát riêng. Yến, Yến coi cho sao. Yến thì chị Tân đưa quà đó. Đưa quà luôn hả? Tính giờ là bỏ hơi heo hú Yến luôn. Đấy là một để mà bởi vì chúng ta làm. Bài sao chứ bài ta tạm ơi. Anh đây 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 đây. Kiên kiên mấy thằng này đi giùm con nè. Muốn đẹp của em chịu nấu rồi. Chịu sòm nữa. Nhau vô bà con. Ờ khi 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 đi khi đi. Bỏ vô con bì giùm con á. Bỏ con bì nhiêu? 300 á. 300 hả anh đi ra bỏ cho. Bao nhiêu con bì vậy? 50. Anh ăn ăn quay đó, chỉ liên quan với xíu đây dùm em nha. Quay thì họ mới ở đây xíu. Quay cho quay đây. Thôi được rồi, để em quay vậy được rồi. Để quay cho nó qua bên đó mới đây thôi. Cái nào gái nào để riêng cho giùm con. Mẹ mày né ra, chỗ này dính điện thoại anh Trâm nè. Ở đây cũng đợi nè. Thấy chưa, thấy chưa. Để đi, để đi. Con mở ra mấy chị. Đây nè. Cái gì đây? Cháo đâu à? Đóng cửa nè, đóng cửa nè. Đây đây đây. Đâu không? Đi đây. Được chưa? Đủ lần. Bóng đi. Đâu 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 không biết đâu. Đi chị bóng ra, đi chị bóng như thế. Đây nè, cái đây chị bóng đâu. Tôi không thấy đường luôn á. Mắt tôi bị cận, tôi không thấy đường tôi. Nổi không? Mỗi con nổi là bèo. Hai đứa chứ, đứa già nổi nghĩ. Đó. Nghĩ là không. Thấy mày kéo là khí thế quá. Thấy nó là không nổi rồi đó. Tôi thấy mày kéo khí thế mà tao lo cho mày. Cái này to hơn tao yếu rồi. Đó 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 đó. Mấy hai BD chán ghê. Chị hai BD. Thì tao nói vậy vậy. Thấy không? Chỉ có thằng Vũ thôi. Mà thằng Vũ là chính xác là BD đó, mà nó mạnh vậy đó. Đây quà đây mọi người. Cái đưa quay cho. Máy này máy dùng đúng không? Anh xếp ghế ông bà cho ông bà xuống đây ngồi đi. Ông chỗ nào tụi con để quà. Đúng rồi, rất bình thường. Bây giờ anh Kiên đi. Em với Vũ vô kia mấy ghế rồi bên đây cho ông bà ngồi bên đây đi. Rồi em nói đây đi.
Hồi nãy là định là mỗi phong bì là 300, nhưng mà thôi bây giờ Trâm thấy ông bà cũng lớn, cho nên là Trâm sẽ cho phong bì mỗi người 500 cùng với một phần quà, tổng cộng là 50 suất. Xong rồi ngày mốt là Trâm còn một chuyến đi làm ở chỗ khác nữa. Ở đây đang cho thêm tiền vô nè. Quê bà con mãi chưa chị áo xanh? Dạ. Quay mãi chưa? Dạ em quay rồi, giờ em quay lại đây, phần quà. Đây là mẹ Tính, mẹ Tính chào mọi người đây. Tính chào cả nhà. À, mẹ Tính à. Bây giờ nó có rất ngon ra gì ra không nha. Ba con tí đến cam máu được. Mau. Đứng dưới này chứ ai đứng trước mặt các cục thôi nhỉ. Đứng dưới này đi. Cái này bỏ vô bịch đi. Ai bịch đã? Tao chị tao ơi, chị tao. Bây giờ bên điện thoại của ai quay bà bỏ Yến vô đi. Chị mẹ gọi cho chị mẹ quay dọc á. Không một bịch heo Yến. Một bịch heo Yến như một bịch. Có để đâu chắc là ngon qua là bỏ một đường mọi người uống. Cái này là ông bà lớn rồi ông bà không ăn, nhưng mà ông bà cho con cháu mình ăn được đó. Chứ để nhiều người kêu trời ơi giờ người lớn tuổi rồi sao cho ăn cô bà. Dạ cái này mày tính hả ra chở bây giờ chở anh ơi, ví dụ chạy về chở cái loa cái mic chơi vô đây đúng không, phải lấy cổ cám vô nữa. Cố gắng nữa. Cảm ơn nha. Tại vì lấy tụ điện cho cái điện với lại cái loa, cái mic ra. Đó đi. Còn lại không? À chị quá cổng mày đâu đóng đâu mà. Có cửa đang nên cái cổ cắm được. Có bỏ vô đi lộn em con. Con xưa lẹ, con xưa cái tấm lẹ. Có yếu ở đây một bịch heo hũ rồi, bịch heo hũ rồi còn bịch heo hũ hả? Lấy hai hũ khác nhau không cô? Hũ bên kia hũ này vậy. Mình mở xong rồi mình cho qua bên kia dùng công luôn. Đây đây. Lại muốn khởi thì đặt đòn này đẩy ngược lại. Đây đây chị Năm. Đúng rồi. Đúng rồi.
nhỏ đó đã thấy cái tên nhãn hàng. Ai thấy điện thoại màu xanh mình không nhỉ? Đây để anh máy này anh cũng có chụp luôn nè. Máy này anh cũng có chụp luôn. Ơi 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 ơi. Đây anh. Lên 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 lên. Bắt. Có chị có chị có chị có chị. Rồi rồi tranh thủ luôn. Tay cái tay vào mồm. Rồi đó. Ngủ rồi. Cái gì á? Rồi đó, ba cháu lên xe nha. Để nó ngủ nha. Không ngủ á. Bé nó đi, bé nó được mà. Ở ngoài thì gọn gọn một chút mà. Ủa, cậu này đó nè. 50 chai không ngon. Đâu có cái cột ra, bỏ vô thôi. Không, vậy nè. Mấy cô nào là phụ nữ đó thì hãy cho thấy bệnh trời. Đủ 50 chai không? Này bà Tư đẹp gái nhất tối phiên live hôm qua nè. Nổi bật nhất phiên live hôm qua nè. Vừa sinh lão mà còn đã hát hay nữa nè. Dạ không có quyến đâu bây giờ. Dạ tối nay hát nữa nha. Tối mai nữa. Beatbox Agnos Sunka Media kính chào. Vui lòng kết nối Bluetooth. Lo lo. Bây giờ kính thưa tất cả bà con ở xóm 1 của tổ dân phố Phi Hiển. Thì kính thưa bà con thì tôi xin đại diện là cũng tổ dân phố cũng không có gì hơn. Lời đầu tiên là xin chúc tất cả bà con của chúng ta mọi lời chúc sức khỏe và hạnh phúc.
Rồi sau đây thì hôm nay là cháu Trâm, vợ chồng cháu Trâm và các cô ở thành phố về để dự cái lễ cúng của ba Tiến, đó là ba của Hồ Bạch Trâm và cháu Sĩ. Thì cái tấm lòng vàng thì có cháu Trâm thì cũng có cái nhỏ ý là thì cũng vì mỗi lần về là cũng có gửi một cái ít quà tặng cho bà con tuổi già lớn tuổi chứ khó khăn. Thì hôm nay thì cũng đại diện cho tổ dân phố thì cũng đó mời hết tất cả bà con ở đây thì để tới chị cháu Trâm cũng có một cái lời phát biểu cảm tưởng, rồi sau đó cũng để chúc phúc cho bà con, lời chúc thân thương và để tặng quà cho bà con. Thì xin mời cháu Trâm. Dạ, con là Hồ Bích Trâm, con xin gửi lời chào tới ông bà quý vị chú bác đang ngồi đây ạ. Cho con giới thiệu, đây là ông xã con, đây là má Phương Dung ạ. Má Phương Dung là diễn viên, ông bà cũng coi phim biết rồi đúng không ạ? Thì má Phương Dung về quê mình cũng đã là 3-4 lần rồi đó. Thì hôm nay là rất là vinh hạnh khi mà má Dung lại về đây để đồng hành cùng với con. Con xin giới thiệu, đây là chị Phương Đồ Bộ. Thì hôm nay là đợt này chị Phương Đồ Bộ về mới giờ mới đem, chỉ đem đồ bộ khoảng cũng phát cho bà con ở trong xóm rồi. Bữa nay thì hết đồ bộ mất tiêu cho nên là thôi, hẹn lần sau chị Phương đồ bộ sẽ đem về nhiều hơn được không chị? Yeah. Ok nha. Ok. Rồi, còn đây là chị Tùy Tâm, là CEO của công ty Tùy Tâm Phật Ma, thì cũng đồng hành với con rất là nhiều. Và ngày hôm nay cũng có gửi tới cho ông bà mình ở đây một phần yến với lại cái stock bưởi đó. Stock thì cái đó thì mình không xài thì mình về mình cho con cháu mình xài nha đó. Còn vợ chồng con á thì rất là cảm ơn tập đoàn BNC nhãn hàng đó là nước xả vải Ariel nè, Doni nè, rồi dầu xả dầu gội Bentin Extra Shoulder, và đặc biệt là khô bò ba thức đó. Đấy chị cầm lên luôn hả? Thì rất là vui khi mà nhãn hàng đồng hành với con, và con cũng có một cái phong bì lì xì dành cho ông bà của mình, mỗi người là 500 ngàn. Thì cái này là của ít lòng nhiều, con mong là ông bà có một chút lì xì để mà mình muốn mua gì mình mua nha, mình mua đồ ăn mình ăn ha đó. Thì con chỉ có muốn nói là chúc cho ông bà của mình càng ngày nhiều sức khỏe hơn đó, lúc nào là cũng phải ăn uống đầy đủ, ngủ sớm nè, ngủ ngon nè, để sống lâu sống đời với lại con cháu của mình được không ạ? Rồi, Tết con về con sẽ làm một chương trình nữa. Cho nên là có gì bây giờ con làm xong rồi Tết con hẹn con gặp ông bà lại sao nha. Dạ, con cảm ơn ạ. Dạ, xin cảm ơn lời phát biểu của cháu Trâm. Thì sao cái lời phát biểu là... Dạ, đại diện cho nhà hàng. Thì sau đây thì bà con cũng để tôi kêu tên rồi bà con lên nhận đồ, cháu nó phát quà cho nó nghiêm túc, cho nó bèo bọn cho nó. Dạ, cho con nói nó là tại vì cái phần quà này là lộn xộn thì bây giờ mỗi người một phần chứ không thể nào mà đủ hết, là nước giặt không hoặc là nước xả không. Thì bây giờ ai được nước xả thì được, ai được nước giặt thì được, mà bà con cũng thông cảm giùm cho con nha. Tại vì đợt này á, tại vì trở về nhiều quá, nó nặng lắm, cho nên là trở về cũng gửi hàng về xe nó cũng hơi cực á. Cho nên là nhãn hàng người ta cho mình bao nhiêu phần quà thì con cũng đem về cho bà con mình hết rồi. Cho nên là bây giờ người thì được nước giặt, người thì được nước xả thì thông cảm giùm con nha. Bây giờ vậy nè, bây giờ bà con mình đi lên đây, má Dung đưa quà, với lại mấy chị này đưa quà, còn bên đây mẹ tính đưa một bịch cô bò giùm con. À, cô bò của nhãn hàng cô báo thức, mình không ăn được, mình về mình cho con cháu giùm con nha. Xin mời anh Trần Văn Minh, cô Nguyễn Thị Út. Hôm nay con trước, quẹ qua con trước, đây con gửi cô, dạ con chúc cô nhiều sức khỏe. Cho con xin một phiếu lại. Rồi, cô qua đây. Cô Út. Đúng thằng bà Tư, đúng thằng. Dạ. Thêm thằng thứ hai, Phạm Khâm. Dạ rồi, cô qua đây lấy quà. Chú Phạm Khâm. Đây cô lẹ con.
Vũ luôn. Đây con gửi về. Con chúc bà nhiều sức khỏe nha. Hồ Thị Ba, Nguyễn Thị Lợi. Dạ con diễn viên Ngọc Bích Trâm đây. Dạ. Dạ con gửi chú ạ. Rồi chú qua đây con chúc ông qua đây. Dạ con gửi bà. Bà Nguyễn Thị Lợi. Lê Tám, Nguyễn Thị Trị. Đây là bà lấy quà qua về sao ấy. Con Nguyễn Thị Lợi đâu rồi? Em quay chiếu mà cái này lấy tiền qua lấy tiền. Nguyễn Ân, Nguyễn Thị Mỹ. Con gửi bà, con cảm ơn bà sức khỏe nha. Dạ. Dạ con gửi không? Dạ chú Lê Tám. Dạ. Con chúc ông nhiều sức khỏe nha. Địa chỉ ông là kia nhận quà với ông. Ông qua đây nhận quà giùm con nghe. Dạ, ông qua đây. Rồi, rồi, rồi. Nguyễn Thị Tươi, Nguyễn Du Khánh. Con cố đó. Dạ con gửi bà. Dạ con gửi bà. Bà ơi. Dạ con tên gì? Nguyễn Du Khánh. Dạ con gửi bà. Bà có giữ phiếu không? Quý Thị Kính, Phan Thị Quý. Bà có nhớ con không? Mất ngày mới đi ra bà dùng cho biết con cầm đó. À. Quẹo cố qua đây nha. Quý Thị Kính, yêu Phan Thị Quý. Dạ, cô đi rảnh giùm ông ba đúng không? Cô Phan Du Khánh đúng rồi. Cô đưa phiếu rồi. Con gửi bà. Cô đưa tôi tiền chi? Nguyễn Thị Duyên, đầu tư chốt. Quỳnh Thị Nữ, Phan Nam. Dạ. Dạ cô nào chưa lấy phong bì qua con nha. Dạ cô. Dạ con gửi bác chính. Cái là cháu nó gửi phong bì là mỗi phong bì là 500 ngàn. Cũng ý là cũng gửi lần nhiều bà con có gì rồi chia sẻ với bà con. Đố câu Lê Văn. Nguyễn Ba, Nguyễn Bé Tèo. Bà đưa phía bên đây bà. Đây qua đây. Đây con gửi bà. Đây bà. Qua đây nhận quà giùm con nha. Dạ đây con gửi bà. Bà đưa phía qua bên đây. Quỳnh Thị Quỷ, Hồ Thị Ri, Trần Thế. Con gửi không? Đây chị qua đây. Dạ. Dạ em gửi chị. Dạ cảm ơn chị. Dạ con. Dạ con. Đây lấy hai phần. Đây bác giùm hai phần luôn. Lê Thị Cúc. Phạm Thị Bốn. Chúc bà sức khỏe nha, bà Bốn nha. Lê Thị Á, Nguyễn Thị Nam. Chụp hình luôn, có nút màu trắng. Có nổi không? Dạ, chụp luôn anh. Con gửi bà nha. Rồi bà qua đây bà lấy quà giùm con nha. Dạ, con gửi bà. Lê Thị Á, Nguyễn Thị Nam đâu? Dạ, bà qua đây. Đây, bà. Nguyễn Thị Lựu, Lê Thị Sáu. À, bà Dư nè. Lần nào đi nhận quà cũng vậy. Nè, đội cái nón nè, thiệt luôn, bà Dư là hoài luôn á. Đây, con gửi bà, đâu đây, đây, con lấy bà. Cái bà. Bà nhớ con không? Con Tâm nè. Bà nhớ con chưa? Nhầm này. Rồi bà qua đây nha bà. Đỡ ai đỡ bà giùm con với. Lê thì sao? Quý thầy Lựu Lê thì sao đâu? Ai đỡ bà giùm em ơi. Lê thì sao có rồi. Ngô Thị Biểu, Nguyễn Trần Tuấn. Con thì Tuấn. Dạ. Đây đây con gửi cô. Nguyễn Thị Liên, Nguyễn Thị Trường, Phan Thị Tùng, Nguyễn Thị Liên này, Nguyễn Thị Trường, Phan Thị Tùng. Ủa bà ngoại đâu? Liên ơi. Sao bà ngoại cũng nằm trong danh sách chờ trời? Cao tuổi rồi. Ai người cao tuổi chứ bà ngoại cho. Bà ngoại quay qua đây chứ bà ngoại. Thứ tư nè. Quý thị trường đâu em? Lấy cái ai vậy? Đây 2 phiếu. Cô đây á. Chắc con tình bác của mình. Dở cái.
Dạ rồi, con cảm ơn. Thầy Kiếu, Nguyễn Thị Lan, Trần Thị Hằng. Cảm ơn. Ba xúc. Ai? Trần Thị Trung. Mấy phiếu. Con có Lê Đường. Hai phiếu. Con có Lê Đường nữa. Con được kiếm rồi. Nguyễn Thiền Nga, Nguyễn Hữu Địa, Nguyễn Bôi. Cô bà bà hay quý thầy lợi tới chi ở đây cầu năm sức ở đây nữa còn nữa bà con nào bà còn chưa kịp tới chi quý hữu địa có chưa quý hữu địa chưa có đó Nguyễn Bồ chưa có đúng rồi Nguyễn Bồ với Nguyễn Hữu Điệp không chứ là bà con ở đây là đủ đúng không còn kia còn bà con kia tới kia thầy Hình ơi con rồi chứ ba trở ra liền ngủ nè anh cứ để nha em không có kích dựng nè chờ bằng cái nút màu trắng á Vũ à không con nghĩ là mọi người qua đây ngồi nè ngồi xuống đây với bà con mình là ngồi nè ở đằng sau mình ngồi đằng trước đúng rồi mấy cái ô phía sau đứng lên dùm con mấy bà đứng lên nha mấy bà đứng lên nha giờ quay chứ quay ra có chụp hình được ấy hả quay á xong chụp hình đi em chọc em này được nè buông xấu trao cho ngủ cái chân ngồi nè anh ơi cái này ơi chuẩn bị vô chụp cái chân bảy chê rồi chê lên rồi đi sĩ làm cái sĩ mày làm những sĩ thành má kiếm chỗ ngậu thấy đủ hết không Vũ dạ đủ sao mình lắc coi dữ vậy con hay quay vậy dạ vừa quay vừa chụp anh hai người đây giỏi lắm trời ơi xin phép mà bà con mình nào chưa cái tay nữa à chú Tấm à chú Tấm cho con cái tờ giấy coi phát phát quà cho chú Tấm ủa em chưa cái tay mà đây đem phần quà qua trong luôn chị ơi con lên phường á con nhận quà rồi quay mấy bà chưa đâu mấy bà còn đang chờ ngồi coi đăng nghệ kìa bữa nay con quên mời ca sĩ về ha chứ mà ca sĩ về không là ngồi đây là biểu diễn cho bà con coi chứ giờ nhận quà xong chưa muốn đi về muốn ở đây ngắm má Phương Dung diễn viên má Phương Dung mở nhạc lên cho má Phương Dung đi người mẫu nè vỗ tay đi bà con ơi vỗ tay đi bà con ơi nhưng mà diễn cái gì đây là gạo cội hơn là kính đạo đất sao bây giờ má Dung ơi bây giờ má phát biểu đâu lời với lại má đi người mẫu ha đi chứ bây giờ bà con ở lại coi má kìa dạ con cũng là mấy năm nay rồi đã trở về bên của Bích Câm là từ hồi mà lũ lụt tới bây giờ là hầu như là giống như cái Quảng Ngãi là quê hương thứ hai của mình nhất là ở Đức Phổ thì đặc biệt là năm nay là cùng đồng hành với lại Bích Câm để mà ra phát quà cho bà con thì cũng phát quà nhiều để mà lần đầu tiên mình phát quà cho quê mình là bữa nay nha dạ con cũng không nói gì hơn nó biểu con biểu diễn thời trang thật sự con không biểu diễn được dạ nó ép con nhưng mà con cũng xin kính chúc ông bà cô bác của mình là dồi dào sức khỏe mình phải có sức khỏe thì mình mới sống vui bên con cháu mình được nha ông bà nha dạ nếu lời của con nói quá hay ông bà cho con một tràng pháo tay trời ơi con cảm động hết sức vậy đó ủa nói gì nữa đi má nói gì nữa bây giờ bà con không muốn về
Mấy Dung mất bận. Thôi ông ơi, con gà tôi quá. Đi ơi. Mở bận, mở cho mấy Dung hết đi. Thôi bây giờ là nếu mà kêu tôi hát không thì tôi với mẹ tính cùng nhau hát bài Hình Bóng Quê Nhà, ok không gái? Ok. Ok. Đó, bây giờ đây để tôi lượm đưa cái hình, đưa cái chữ cho bà đọc mới được à. Rồi, bây giờ sẽ là tiếng hát đến từ má Phương Dung diễn viên và YouTuber Mẹ Tính miền Trung. Đây là YouTuber cái nhà. Bây giờ thì Mẹ Tính với má Phương Dung sẽ gửi bài Hình Bóng Quê Nhà tới cho bà con mình coi được không nào nha, không ạ? Cái mic kia bị hơn mất tiêu rồi. Không có nấu cái không thì bà phải đứng lại có chụp hình bà mới đi. Các bà còn ở đây không là có còn đang bà chụp hình đâu. Ôi sao sáng. Dạ rồi. Dạ không. Tao tao lên hết bản tên của giống sâu bạch mà. Cháu về thành phố Mạnh Dũng nha. Cảm ơn bà, con về lại. Con cảm ơn bà. Ở đây là ông xã con nữa. Dạ. Dạ, mấy bốc bà năm nào con về tiếp. Con đi Mạnh Dũng nha.
bà bữa nay đâu đó đã chưa sao nhau lần đó quay đây quay giờ mặt con hủ đó chỉ ăn quá biết thì nghe nói vậy chứ em biết ra mặt lại mà tụi đôi đây 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 đây